Xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga, Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua. Người Nga mắc kẹt, Ai Cập, Mỹ nhất trí đưa viện trợ nhân đạo đến Gaza. Mỹ lấp địa trung hải bắn tàu chiến, sẵn sàng can thiệp xung đột Israel-Hamas. Bị phong tỏa hoàn toàn, Hamas kêu gọi ngừng bắn. Nga đang trở nên tồi tệ hơn với lực lượng trực thăng chiến đấu. Ukraine phản công dữ dội trên toàn tuyến, Nga mất hơn 600 binh sĩ trong một ngày. Ukraine tấn công vào doanh trại quân đội Nga ở gần sân bay Kalino, nơi đóng quân của gần 3.000 binh lính và 80 thiết bị. Và bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thiên Ý mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Một ngàn người Nga mất kẹt, Ai Cập, Mỹ nhất trí đưa viện trợ nhân đạo đến Gaza. Quý vị thân mến, vào ngày 18 tháng 10, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tình hình ở Trung Đông, đại diện thường trực Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebensia cho biết, hơn 2 triệu cư dân trong khu vực này vẫn không có nước, thực phẩm, chăm sóc y tế, nhiên liệu và điện Trạm kiểm soát duy nhất ở biên giới với Ai Cập là Rafah hiện là bị tấn công bằng tên lửa và vì thế không được mở cho dân thường và cung cấp hàng hóa nhân đạo. Trong số người bị mắc kẹt trong vụ phong tỏa quân sự ở giải Gaza, có khoảng 1.000 công dân Nga và thành viên trong gia đình của họ. Trước đó, đại sứ Nga tại Israel Anatoly Vitarov cho biết rằng 1.000 công dân của nước này và các nước khác, bao gồm gia đình, đang ở phía nam giải Gaza chờ mở cửa khẩu Rafah. Theo ông, tình hình khu vực này đã gần ở mức thảm khốc. Trong một diễn biến liên quan, ngày 18 tháng 10, trao đổi qua điện đàm, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã nhất trí đưa hàng viện trợ nhân đạo vào giải Gaza một cách ổn định. Người phát ngôn của Tổng thống Ai Cập cũng cho biết, hai bên đang phối hợp với các tổ chức nhân đạo quốc tế dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc để đảm bảo hàng viện trợ đến tận nơi. Trong khi đó, theo tuyên bố từ phía Tòa Bạch Ốc, hai nhà lãnh đạo nhất trí cần duy trì ổn định ở Trung Đông và ngăn chặn cuộc xung đột leo thang. Hai bên cũng tái khẳng định cam kết về quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Trước đó, hai tổng thống dự kiến sẽ cùng tham dự hội nghị thượng đỉnh về xung đột israel hamas tại thủ đô Amman, Jordan, cùng với quốc vương Abdullah II và tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Tuy nhiên, sau vụ nổ ở bệnh viện al Ali, nước chủ nhà, Mỹ và các bên liên quan đã nhất trí hủy bỏ sự kiện này. Mỹ lấp địa Trung Hải bắn tàu chiến, sẵn sàng can thiệp xung đột Israel Hamas. Mỹ đã điều động hai nhóm tấn công tàu sân bay và một nhóm đổ bộ viễn chinh của hải quân đánh bộ tới hậu thuẫn cho Israel trong xung đột với Hamas theo giới truyền thông ở Washington, hiện nay Quốc hội Mỹ đang chuẩn bị thông qua một dự thảo nghị quyết trao quyền sử dụng vũ lực cho Tổng thống Joe Biden trong tình huống cuộc xung đột giữa Israel với nhóm vũ trang Hamas của Palestine mở rộng quy mô ở Trung Đông. Thưa quý vị, theo đó, các nghị sĩ quốc hội Mỹ cho rằng, tòa bạch ốp cần phải chuẩn bị cho việc có bên thứ ba can thiệp vào xung đột Hamas-Israel vì vậy tổng thống joe biden phải chuẩn bị sẵn sàng sử dụng vũ lực chống lại các phe phái khác nhau ở trung đông định can dự vào cuộc chiến này theo đó một nhóm đảng viên cộng hòa tại hạ viện hoa kỳ đang chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho phép ông biden sử dụng vũ lực nếu các bên thứ ba đặc biệt là phong trào hezbollah ở liban can thiệp vào cuộc xung đột tài liệu này có tên là giấy phép sử dụng lực lượng quân sự theo chủ tịch ủy ban đối ngoại hạ viện mỹ michael mccaul Tòa Bạch Ốc hiện không có sự cho phép của cơ quan lập pháp để tấn công các nhóm khác nhau hoạt động ở Trung Đông, nên Quốc hội Mỹ cần phải thông qua dự thảo nghị quyết này để ngũ chức đài có thể can dự. Theo giới phân tích, ngay khi nghị quyết được thông qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ có lý do chính đáng để tung ra hàng loạt đòn tấn công nhằm vào các thế lực chống Israel. Theo luật pháp Hoa Kỳ, chỉ có quốc hội mới có thể cho phép lực lượng vũ trang Mỹ mở cuộc tấn công trong các cuộc xung đột ở phạm vi quốc tế. Mỹ làm mọi thứ theo luật, kể cả ném bom, phóng tên lửa theo một quy trình, tự cấm, tự cho phép, nhưng mọi thứ đều hợp pháp, có giấy tờ. Hiện nay, Mỹ đang tập trung lực lượng về phía bờ biển Israel ở đông địa Trung Hải, điều động hai nhóm tấn công tàu sân bay USS Ford và Dry Esther Howard một cụm tàu đổ bộ viễn trên USS Batian của thủy quân lục chiến với lực lượng phản ứng nhanh, có quân số khoảng hơn 2.000 người, chủ yếu là thủy quân lục chiến thuộc đơn vị đổ bộ viễn trên thủy quân lục chiến số 26. Ngoài lực lượng phong tỏa trên biển, ngũ giác đài cũng đồng thời triển khai các nhóm máy bay của không quân và các cụm quân chiến đấu lục quân ở các nước láng giềng gần nhà nước Do Thái Hơn. Những động thái mới nhất của Mỹ diễn ra trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Israel và Hamas đã kéo dài hơn 10 ngày qua, khiến khoảng 1.400 người Israel bị chết, trong khi hơn 2.800 người Palestine thiệt mạng ở giải Gaza. Bị phong tỏa hoàn toàn, Hamas kêu gọi ngừng bắn Lãnh đạo chính trị của Hamas ở bờ Tây cho biết, ông tin rằng lực lượng này sẽ sẵn sàng thả một số con tin nếu Israel đồng ý ngừng bắn trong 24 giờ. Trả lời phỏng vấn của tờ The Globe and Mail, ông Sheikh Hassan Yusuf nói, Hamas không muốn giữ phụ nữ, trẻ em làm con tin. Họ sẵn sàng thả những người này cũng như các con tin nước ngoài nếu Israel đồng ý ngừng bắn để viện trợ nhân đạo đưa vào Gaza. Con chức Hamas này cho hay... Có những con tin là khách hàng của chúng tôi và Hamas không có vấn đề gì với những người này. Khi hoàn cảnh cho phép, chúng tôi sẽ thả họ. Ông Joseph kêu gọi cộng đồng quốc tế thường thuyết tạm dừng giao tranh để một số con tin được giải thoát an toàn. Chúng tôi sẵn sàng nhưng các cuộc tấn công phải dừng lại. Tờ The Globe and Mail cho biết, hiện chưa rõ có phải ông Joseph đang phát biểu thay mặt cho cánh vũ trang của Hamas, lữ đoàn Qassam hay không. Nga đang trở nên tồi tệ hơn với lực lượng trực thăng chiến đấu. Ukraine vào hôm thứ Ba cho biết họ đã thực hiện các cuộc tấn công vào ban đêm nhằm vào hai sân bay quân sự của Moscow ở các khu vực do Nga chiếm đóng ở Ukraine, phá hủy chính máy bay trực thăng. Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, các cuộc tấn công vào các mục tiêu của Nga ở miền Đông và miền Nam Ukraine. Sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa bắn từ hệ thống tên lửa chiến thuật quân đội, viết tắt là ATACMS do Mỹ tài trợ. Theo tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã giáng một đòn mạnh vào tài sản trên không của Moscow. Lực lượng không quân Hoàng gia Anh cho biết, Moscow có 899 máy bay trực thăng vào thời điểm bắt đầu cuộc tấn công toàn diện của Nga vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, theo số liệu mới nhất của Bộ Tổng Tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Moscow đã có mất 323 trực thăng. Newsweek chưa thể xác minh độc lập số liệu của Ukraine. Ước tính thương vong của quân sự trong cuộc xung đột rất khác nhau, với số liệu do Kiev cung cấp thường vượt xa số liệu do các đồng minh phương Tây đưa ra. Nga hiếm khi công bố số liệu về tổn thất quân đội của mình, nhưng khi công bố, ước tính của họ lại thấp hơn nhiều so với Ukraine. Trang web phân tích tình báo quốc phòng nguồn mở Oryx của Hà Lan đã xác nhận trực quan rằng Nga đã mất 106 máy bay trực thăng kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột ở Ukraine. Người ta nói rằng 91 chiếc đã bị phá hủy, 13 chiếc bị hư hại và 2 chiếc đã bị Ukraine thu giữ. Theo dữ liệu do Newsquest tổng hợp vào tháng 8, hơn một phần năm số tổn thất máy bay có người lái được biết của Nga kể từ khi Moscow tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, không phải do hành động của Ukraine. Từ ngày 24 tháng 2 năm 2022 cho đến ngày 17 tháng 8 năm nay, 21,7% hoặc 1 phần 5 trong tổng số máy bay tổn thất đã có người lái đã được xác minh của Nga, bao gồm máy bay phản lực, trực thăng, và máy bay vận tải được cho là do trục trặc hệ thống, lỗi phi công, hỏa hoạn do đồng đội hoặc các sự cố khác, không liên quan đến cuộc chiến trực tiếp chống lại Ukraine. Ukraine phản công dữ dội trên toàn tuyến, Nga mất hơn 600 binh sĩ trong một ngày. Quân đội Ukraine cho biết trong một bản cập nhật vào hôm thứ Tư rằng, Nga đã mất hơn 600 binh sĩ chỉ trong một ngày, trong bối cảnh Ukraine đang phản công dữ dội. Lực lượng Moscow đã mất tổng cộng 290.050 binh sĩ chiến đấu kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022 và 620 nhân viên quân sự trong 24 giờ qua. Theo số liệu do Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine công bố. Bản cập nhật cho biết Nga đã mất 4.981 xe tăng và 6.944 hệ thống pháo binh trong cuộc chiến đang diễn ra. Newsweek không thể xác minh độc lập các số liệu. Các ước tính về con số thương vong là khác nhau, trong đó con số của Kiev thường vượt quá con số của các đồng minh phương Tây. Bản thân Nga hiếm khi công bố các số liệu về tổn thất quân đội. Vào tháng 9 năm 2022, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết 5.937 binh sĩ Moscow đã thiệt mạng trong chiến tranh. Cuộc điều tra chung của Ban tiếng Nga từ hãng BBC và hãng tin độc lập Mediazona của Nga vào ngày 13 tháng 10 cho đến nay đã xác định được tên của 34.412 quân nhân Nga đã thiệt mạng trong cuộc chiến ở Ukraine. Họ nói rằng con số thiệt hại thực tế đã cao hơn con số nêu trong cuộc điều tra. Số người chết ở Nga tiếp tục gia tăng trong bối cảnh Ukraine phản công kéo dài nhiều tháng để chiếm lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Một trận chiến khốc liệt đang diễn ra tại thành phố Avdiivka ở vùng đô nhét của Ukraine. Thành phố này trở thành mục tiêu xâm lược của Nga kể từ năm 2014, khi ông Putin sắp nhập bất hợp pháp miền nam bán đảo Crimea từ Ukraine và phe ly khai thân Nga ở khu vực phía đông Donetsk và Luhansk bắt đầu xung đột với lực lượng của Kiev. Viện nghiên cứu chiến tranh cho biết, các lực lượng Nga có thể đã phát động một nỗ lực tấn công đáng kể và đang diễn ra xung quanh Abdiivka vào ngày 10 tháng 10. Viện nghiên cứu chiến tranh cho biết trong bản cập nhật mới nhất rằng, lực lượng Moscow tiếp tục các hoạt động tấn công gần Abdiivka vào thứ Ba, nhưng không đạt được bất kỳ tiến độ nào được xác nhận. Các quan chức quân đội của Ukraine cho biết, cường độ các cuộc tấn công của Nga gần thị trấn đã giảm bớt. Vào tuần trước, Radu Hossu, một chiến lược gia chính trị đăng bài về cuộc chiến ở Ukraine trên mạng xã hội X, trước đây được gọi là Twitter, cho biết trong một bản tóm tắt về cuộc tấn công ở Adivka rằng hàng ngàn lính bộ binh của Nga đã bị pháo binh Ukraine nghiền nát. Ông Hussovic thật khó tin và gần như không thể tưởng tượng được cách người Nga coi thường quân đội của họ, tấn công hoàn toàn vô tổ chức và vô nghĩa trong nỗ lực bao vây thị trấn pháo đài ở Zhidonetsk. Ukraine tấn công vào doanh trại quân đội Nga ở gần sân bay Kalino, nơi đóng quân của gần 3.000 binh lính và 80 thiết bị. Trong đêm bước sang thứ Tư, ngày 18 tháng 10, Cục An ninh Quốc gia Ukraine, gọi tắt là SBU, đã tấn công một doanh trại quân sự của quân xâm lược ở gần sân bay Kalino thuộc vùng Kursk của Liên bang Nga, nơi đóng quân của gần 3.000 binh lính và 80 đơn vị thiết bị của địch, theo nguồn tin của NV từ SBU thông báo. Nguồn tin NV ở SBU xác nhận rằng chính SBU trong đêm bước sang ngày 18 tháng 10 đã tổ chức pháo bông trong trại giá chiến của Nga ở gần làng Postoyan Drovi. Hiện tại, con số chính xác về tổn thất của địch đang được làm rõ. Tuy nhiên, thất bại là rất nặng nề. Vì ít nhất 18 lần trúng đích của máy bay không người lái SBU đã được ghi nhận bay vào trại. SBU lưu ý rằng, Suốt cả đêm, người dân Nga ở các làng xung quanh bàn tán về âm thanh vụ nổ trên mạng xã hội. Mặc dù là thật kỳ lạ khi họ có thể nghe thấy tiếng nổ, bởi vì chính quyền Nga báo cáo rằng lực lượng phòng không đã bắn hạ tất cả máy bay không người lái và không có tổn thất nào. Vào thứ Tư ngày 18 tháng 10, thống đốc của vùng Kursk, Roman Starovoy, báo cáo rằng Sáu máy bay không người lái được cho là đã bị bắn hạ ở vùng Kursk và bốn chiếc nữa đã bị hệ thống tác chiến điện tử thanh lý. Trong lúc đó, thống đốc của vùng Belgorod của Liên bang Nga, Vyacheslav Glekov, tuyên bố rằng lực lượng phòng không của Nga được cho là đã bắn hạ 6 máy bay không người lái. Đồng thời, Bộ Quốc phòng của Nga thông báo về một cuộc tấn công vào ban đêm của 28 máy bay không người lái Ukraine. Theo truyền thống, Nga luôn khẳng định rằng không có thương vong hoặc thiệt hại nào sau vụ tấn công. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews gmail com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.